Xin chào em đã quay trở lại với review nghệ. Ở trên tay mình đây đang có là chiếc thoại Realme C51, có mức giá phải nói là cực kỳ rẻ luôn anh em ạ. Tầm khoảng là trên 2 củ một tí mà thôi, anh em có thể mua được một con máy có thiết kế khá đẹp như thế này rồi. Và ngoài mức giá rẻ, thiết kế cũng khá đẹp ra, thì kể cả bên trong máy nó vẫn sẽ có rất là nhiều tính năng hay ho để anh em có thể sử dụng chiếc thoại Realme C51 này hay ho hơn. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho anh em nào chưa biết những tính năng cực hay trên chiếc thoại này. Và trước khi vào video, đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút để bắt đầu video chi tiết luôn anh em nhé. Ok, thì đầu tiên với cái phần màn chính như thế này, anh em muốn thêm vào một vài cái tiện ích gì đó để theo dõi một cái gì đó nó nhanh chóng hơn thì ok, anh em hãy làm theo mình nhé. Anh em nhấn giữ cho mình vào phần màn chính này. Rồi, ở đây nó sẽ hiện ra cái phần là tiện ích, anh em nhấn vào. Ở đây thì anh em có thể thêm vào một số như là thông báo của Facebook này, hoặc là tìm kiếm của Google Chrome này. Đấy, nó sẽ có một số cái bảng tìm kiếm đây. Hoặc là anh em có thể thêm vào đồng hồ này. Đây, đồng hồ đây. Đấy, anh em có thể lựa những cái mặt đồng hồ. Đây, lựa phần này đi. Rồi anh em chạm giữ nó nhé. Anh em kéo ra ngoài. Đấy, giờ nó hiện ra đồng hồ ở ngoài màn hình chính cho anh em rồi. Anh em có thể xem giờ các thứ rất là dễ dàng ha. Ok, rồi tiếp theo khi mà anh em sử dụng chiếc thoại này, khi mà anh em vuốt qua, vuốt lên thì nó sẽ vào những cái ứng dụng phía bên trong như thế này. Anh em thích những cái ứng dụng nó đều ở ngoài màn hình chính như thế này luôn, anh em nhấn giữ vào cái màn hình chính này. Rồi, ở đây thì nó sẽ có phần là cài đặt màn hình chính, anh em nhấn vào. Rồi, dưới cùng nó sẽ có phần là màn hình chính, anh em nhấn tiếp vào phần này. Rồi, ở đây bình thường thì nó sẽ là cái này thường xuyên đặt tất cả ứng dụng vào ngăn ứng dụng. Thì đây, anh em tích cho mình vào cái phần phía dưới không có ngăn ứng dụng, anh em tích vào. Đấy, đấy, bây giờ thì toàn bộ ứng dụng nó đều ở ngoài hết cho anh em rồi nhá. Này, anh em vuốt lên thì nó sẽ không được nữa này. Đấy, giờ anh em chỉ có vuốt ngang qua thôi. Đấy, ứng dụng nó ở tất cả bên ngoài cho anh em rồi. Rồi, đối với một con máy giá rẻ như thế này nhưng mà nó vẫn có ứng dụng kép cho anh em luôn nha. Anh em nào mà có nhiều tài khoản mạng xã hội các thứ thì cái này nó rất là thuận tiện cho anh em luôn. Anh em hãy vào cho mình là phần cài đặt này. Đấy, anh em lướt xuống tìm cho mình là cái phần ứng dụng. Đây, ứng dụng đây. Rồi, anh em lướt xuống tìm ứng dụng cái sao chép. Đây, anh em nhấn vào. Rồi, ở đây thì có những ứng dụng nào nó có thể sử dụng ứng dụng kép thì nó sẽ hiện ở đây. Như là trên cái máy mình thì mình đã tải Facebook thì nó sẽ chỉ hiện Facebook thôi. Đây, anh em tích vào. Đấy, là nó sẽ đang tạo cái ứng dụng Facebook thứ hai cho anh em. Rồi, đây, anh em thoát ra. Rồi, đây nha. Bây giờ là có hai cái Facebook cho anh em rồi nha. Anh em nào mà có nhiều tài khoản thì có thể đăng nhập hai cái cùng một lúc luôn. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ tới cái phần là thanh công cụ ở phía trên đây. Đây. Đây, nói chung là nhìn chung thì nó cũng sẽ có một vài những cái chức năng cho anh em, nhưng mà có vẻ là hơi ít anh em nhỉ. Và ví dụ như có một số chức năng anh em hay sử dụng nhưng mà nó ở phía bên này, hoặc là nó sẽ không có trong cái phần hiển thị ở đây, thì ok, anh em hãy nhấn vào cho mình là cái phần cái bút ở dưới đây. Anh em nhấn vào này. Rồi, ở đây thì nó sẽ hiện ra. Đấy, nó sẽ hiện ra thêm một số chức năng ở dưới này. Anh em có thể chỉnh sửa cho nó lên trên để cho khi mà anh em vuốt xuống thì nó sẽ xuất hiện ngay lập tức cho anh em luôn. Thì ví dụ như là mình sẽ thêm phần chế độ tiết kiệm pin đi. Anh em nhấn vào. Rồi, anh em kéo lên cho mình. Anh em cứ kéo lên trên. Rồi, mình bỏ ở phần này đi ha. Rồi, ok, thêm một cái nữa đi. Vị trí này mình cũng sẽ kéo lên trên. Đặt đây đi ha. Rồi, ok. Xong, anh em thoát ra. Đấy, bây giờ thì cái phần vị trí và cái chế độ tiết kiệm pin là nó sẽ ở cái trang đầu cho anh em luôn rồi nha. Anh em chỉ cần vuốt xuống như thế này thôi, đấy là thấy luôn nha. Rồi, ok, đối với con Realme C51 này, khi mà anh em muốn tắt nguồn thì anh em dùng cách nào? Anh em nhấn nút nguồn và nút tăng âm lượng đúng không ạ? Đây, nó sẽ hiện ra phần tắt nguồn cho anh em. Nhưng mình có một cách tắt nguồn rất là nhanh chóng nha, không cần phải nhấn cái nút nào cả anh em ạ. Đây, rất là dễ dàng thôi, anh em vuốt từ trên xuống cho mình. Vuốt hết luôn. Đây, anh em nhìn ở góc này, nó sẽ có cái phần nguồn ở đây, anh em nhấn vào. Đấy, nó sẽ hiện ra luôn cho anh em cái phần tắt nguồn ở đây, rất là nhanh chóng nha. Không cần phải nhấn phím gì cả anh em ạ.
Rồi ok, với chiếc điện thoại này anh em sử dụng mà không muốn ba cái phím điều hướng ở dưới đây nó bị chiếm diện tích ở trong thì ok, anh em sẽ giấu nó đi bằng cách là anh em vào phần cài đặt này, anh em lướt xuống ở cái phần hệ thống, anh em nhấn vào. Rồi ở đây thì anh em tìm tới cái phần là thanh điều hướng này, anh em nhấn vào. Rồi anh em gạt cái thanh điều hướng lên, anh em bật lên. Đấy, thì bây giờ nó sẽ hiện ra ở bên này một cái dấu mũi tên, anh em chỉ cần nhấn vào. Đấy là nó sẽ giấu đi cái phần này rồi nha. Bây giờ thì anh em sử dụng thì nó sẽ không thấy được cái phần phím điều hướng ở dưới rồi. Còn anh em muốn cho nó hiện lên thì anh em dễ dàng thôi, anh em vuốt lên. Đấy, nó hiện lên cho anh em này. Ok, hoặc là anh em muốn đổi từ ba cái phím này mà anh em muốn đổi sang cái phím cử chỉ vuốt vuốt thì anh em lại vào cái phần cài đặt cho mình. Rồi, tiếp tục vào cái phần hệ thống này. Rồi thay vì thì anh em vào cái thanh điều hướng thì anh em lần này anh em vào cho mình là cái cử chỉ cho mình nha. Rồi, ở trên luôn nó sẽ có phần là di chuyển trên hệ thống này, anh em nhấn vào. Đấy. Anh em hãy đổi cho mình là từ di chuyển bằng ba nút lên là di chuyển bằng cử chỉ, anh em nhấn tích vào thôi. Đấy, bây giờ thì nó sẽ đổi qua cái phần cử chỉ cho anh em rồi nhá. Đấy, bây giờ thì anh em có thể vuốt vuốt này. Nói chung là cũng khá là tiện nha. Rồi, anh em muốn đổi lại thì vào xong này lại tích cái phần ba nút để đổi lại thôi. Ok, thì đối với một chiếc điện thoại có mức giá rẻ như thế này thì rất là nhiều anh em sẽ mua về cho người lớn trong nhà sử dụng, ví dụ như là ông bà hay bố mẹ của mình để sử dụng. Thì ok, với những người lớn tuổi thì chắc chắn sẽ cần một cái phông chữ nó to hơn và cái kích thước hiển thị nó to hơn để dễ nhìn hơn, thì anh em hãy vào cho mình là phần cài đặt này. Rồi, anh em hãy kéo xuống cái phần màn hình, anh em nhấn vào. Rồi, anh em lướt xuống tìm cái phần là văn bản và kích thước hiển thị, anh em nhấn vào luôn. Thì ok, ở đây thì riêng về cái phần kích thước phông chữ thì anh em chỉ cần nhấn kéo lên thôi. Đấy, hoặc là cái kích thước hiển thị dưới này này, anh em lại tiếp tục kéo lên trên. Rồi, đồng thời thì anh em có thể bật luôn cái phần là văn bản in đậm luôn, nhìn cho nó rõ anh em ạ. Đấy, bây giờ chữ nó in đậm lên càng rõ rồi nha. Đây, bây giờ hiển thị các thứ thì nó rõ ràng hơn rất là nhiều rồi. Ok, thì với một con máy giá rẻ như thế này, tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có một cái tốc độ làm mới màn hình rất là cao cho anh em, đó là 90Hz. Và có một vài con máy thì nó sẽ không được bật sẵn cho anh em. Anh em hãy vào phần cài đặt để bật lên cho mình nha. Anh em vào cài đặt này, vào tiếp cái phần là màn hình, anh em lướt xuống tới cái phần là tốc độ làm mới màn hình. Đây, nó đang ở 60Hz là tốc độ chậm nha anh em nhé. Anh em hãy bật cho mình là cái phần tự động này. Đấy, là nó sẽ tự lên là 90Hz cho anh em luôn. Lướt chạm các thứ nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Ok, thì tiếp theo anh em sẽ bật được một cái thao tác theo mình thấy thì nó cũng khá là tiện khi mà anh em bật tắt màn hình. Ví dụ như là khi anh em tắt màn hình, anh em chỉ cần cầm lên là nó sẽ tự động sáng màn hình cho anh em luôn, anh em không cần phải nhấn nút gì cả. Thì cái này anh em vào cho mình là cái phần cài đặt này. Rồi, anh em lướt xuống. Ở đây, cái phần điều khiển thông minh này, chiếc thoại này thì nó sẽ có phần này luôn. Anh em nhấn vào. Rồi, thức thông minh, anh em tích vào. Hoặc là nhấc lên để kiểm tra điện thoại, anh em cũng nhấc vào luôn nha. Rồi, ví dụ như là chiếc máy của anh em đang tắt này. Đây, anh em chỉ cần nhấc chiếc điện thoại này lên. Đấy, nó sẽ tự mở cho anh em nha. Hoặc là anh em chỉ cần nhấn hai lần như thế này. Đấy, là nó sẽ tự sáng màn hình cho anh em luôn. Nói chung là cũng rất là tiện nha. Và ok, tiếp theo sẽ là tìm thiết bị khi mà chiếc thoại của anh em để làm mất hoặc là làm rơi rớt ở đâu và anh em muốn tìm lại chiếc thoại của mình thì anh em vào cho mình là cái phần là bảo mật này. Rồi, ở đây thì nó sẽ có phần là tìm thiết bị của tôi, anh em nhấn vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ có dòng là bật tắt này, ai chưa bật thì bật lên nha. Đấy, ở dưới đây thì nó sẽ có phần là ứng dụng để tìm thiết bị này hoặc là trang web để có thể dùng để tìm thiết bị này. Ok, cho anh em sẽ vào để tìm. Ok, tiếp theo khi mà dùng một chiếc điện thoại Android, anh em muốn tải các thứ thì phải có một cái tài khoản Gmail. Và anh em muốn đăng nhập vào một cái tài khoản Gmail mới và muốn xóa đi cái tài khoản Gmail cũ thì anh em chỉ cần vào cái phần cài đặt này. Rồi, anh em lướt xuống tới cái phần là mật khẩu và tài khoản, anh em nhấn vào. Rồi, ở đây thì nó sẽ có những cái tài khoản của anh em khi mà anh em đăng nhập vào máy. Thì đây, anh em muốn xóa tài khoản Gmail như là cái tài khoản này, anh em nhấn vào. Rồi, ở đây thì nó sẽ phần là xóa tài khoản, anh em chỉ cần nhấn vào là xóa thôi, xóa này. Ok, bây giờ thì nó xóa tài khoản Gmail rồi nhá. Rồi, giờ thì anh em chỉ cần nhấn vào cái cửa hàng Save Play. Rồi, anh em đăng nhập vào. Vậy thôi. Ok, với một chiếc điện thoại như thế này, anh em vẫn có thể sử dụng hai người cùng lúc sử dụng cùng một chiếc điện thoại. Đây, mình sẽ làm cho anh em xem nhá. Anh em chỉ cần vào phần cài đặt này. Rồi, anh em lướt tới cái phần hệ thống này. Rồi, ở đây thì nó sẽ có phần là nhiều người dùng, anh em chỉ cần nhấn vào. Đấy, ví dụ như là bạn này
chủ sở hữu này là một người nhá. Anh em chỉ cần nhấn vào thêm người dùng này, anh em nhấn vào. À, anh em bật cho mình cái này, cho phép nhiều người dùng này, anh em bật lên cho mình nhá. Rồi, tiếp theo thì anh em sẽ nhấn thêm người dùng cho mình. Rồi, nhấn OK này. Nhấn OK này. Đấy, là đang tạo người dùng mới nha. Rồi, bây giờ thì anh em hãy nhấn cho mình là cái phần chuyển sang người dùng mới. Đây, anh em chỉ cần nhấn vào cái phần này thì chiếc máy này nó sẽ trở thành một chiếc máy khác luôn. Thiết lập ngay này. Nhấn tiếp tục này. Anh em chờ tí nhá. Đây, tiếp tục này, ngôn ngữ tiếng Việt này. Bỏ qua này. Rồi, tôi đã đọc và đồng ý này. Tiếp tục này. Tiếp theo này. Nhấn bỏ qua này. Bỏ qua này. Cái này giống kiểu như là anh em active vào như một chiếc máy mới anh em. Rồi, bắt đầu này. Hay như là một chiếc máy mới luôn nha. Rồi, ok, đây, nó sẽ chuyển qua một cái giao diện mới cho anh em luôn rồi. Đây, nó khác hoàn toàn luôn nha. Rồi, để trở lại với cái chủ sở hữu cũ đi ha. Đây, anh em tiếp tục vào phần hệ thống này. Rồi, lại vào cái phần nhiều người sử dụng này. Rồi, đây. Anh em nhấn vào cái phần là chủ sở hữu này. Anh em nhấn vào thôi. Nhấn vào chuyển sang chủ sở hữu này. Đấy, thì nó sẽ trở về với giao diện máy như lúc ban đầu thôi. Đây. Và anh em muốn xóa đi cái phần đó thì anh em nhấn vào hệ thống này. Anh em vào lại này. Rồi, anh em nhấn vào cái phần người dùng mới này. Anh em xóa đi người dùng. Xóa. Là ok. Xong anh em nhé. Ok, thì vừa rồi là một số cái tính năng mình thấy nó cũng khá là hữu ích và đã chia sẻ đến cho những em nào chưa biết. Và còn em nào biết thêm một số cái tính năng nào hay ho khác thì cứ để lại dưới phần bình luận dưới để mình và những anh em khác cùng biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nhé.